Audio Jungle. Xin chào bà con, thì tiếp tục phục vụ cho bà con thì mình sẽ cây thêm mùa lắc có quay lại cái vườn của anh Thắng ở ngã ba Đồng Tám, đi vào tầm khoảng 4-5 cây số. Thì đây là cái vườn bơ búp của anh đã được 9 năm tuổi. Bà con nhớ là 9 năm tuổi nha, cây rất là to và cổ thụ. Nhưng mà anh làm cành và tạo tán, nói chung là mình rất là ưng ý và đúng với kỹ thuật của anh. Thì với 9 năm trong nghề á, thì mình thấy là anh chăm sóc cái bơ này rất là hoàn thiện và đẹp. Thứ nhất là về cành tán và sâu bệnh trên cây rất là sạch sẽ và không có mầm bệnh. Thì về cái bơ búp của anh á, anh cũng chia sẻ là gần 100 gốc này á, thì năm 2015 á, thì anh thu trên 1 tỷ. Thì bà con thấy cái số tiền trên 100 gốc á, mà 1 tỷ thì giá thành rất là cao, gọi là siêu lợi nhuận luôn. Nhưng anh chỉ thất bại là anh chia sẻ là năm 2017 là anh thất bại, đó là do thời tiết chung của năm tỉnh Tây Nguyên chúng ta, thì làm cho cái sản lượng anh nó giảm đi. Thì cái đó là cái thời tiết thì bà con chúng ta không ai mong muốn cả. Nên với năm 2018 thì là tiết nó cũng đang thuận lợi, thì có một số vườn chúng ta nó phát đọt non ngoài ý muốn. Thì qua đó thì mình cũng đã chia sẻ clip trước cho bà con xem. Thì clip này mình quay bà con xem về cái cây vườn bơ của anh Thắng 9 năm tuổi này. Thì đi dạo từng gốc từng cây, mình sẽ quay rất là chi tiết để bà con xem, mình con thấy được cái giá trị là những cây bơ búp và mình nên chăm sóc của nó. Một số bà con chúng ta hay nói là 1 năm 2 năm chúng ta nên muốn thu trái. Bà con chúng ta đừng có nên nôn và vội hết, vì cái bơ búp nó tuổi thọ rất là cao. Nếu bà con phun thuốc và phòng bệnh định kỳ, côn trùng chích thúc, mọt đục cành định kỳ, đừng để cho côn trùng nó chích thúc gây hại trên cây bơ búp chúng ta thì nó rất là lâu. Nên bà con cứ đúng vào giai đoạn kinh doanh từ 3 năm trở lên thì bà con chúng ta nên cho trái và kinh doanh, đừng nên cho trái sớm quá, cây sẽ mất sức. Thì ở mỗi clip mình đều khuyên bà con rất là nhiều, nhưng clip này ở vườn bơ này thật sự khi vào vườn mình quay á, mình rất là bất ngờ vì cái vườn bơ này nó rất là đẹp. Đẹp nhưng mà thông thoáng, cành chồi rất là đều, nó không có um tùm như một số vườn cây bơ mình hay vào thăm ở một số vườn. Thì vườn này thì anh mình cũng khẳng định là ở tỉnh Đắk Nông này là vườn đầu tiên có số vườn gốc bơ mà nó đạt tuổi thọ rất là cao và năng suất rất là nhiều. Tỷ lệ xả nhị làm hoa rất là đều, phân tầng rất là đều. Đó là cái điều mà mình cảm nhận thấy ở những vườn ở Đắk Nông, chúng ta chưa có vườn nào mà đẹp như vườn của anh Thắng. Thì mô hình này anh cũng trồng sen tiêu, thì vừa tiêu vừa bơ thì mình thấy cái nào cũng đẹp hết. Thì anh cũng rất là vui và cũng mong một điều rằng trái cây thử bùa lắc sẽ hỗ trợ anh hết mình về công tác mà chăm sóc giai đoạn hoa và đến lúc xả nhị và đậu trái. Thì thật sự là anh cũng tiếc rằng là đã bỏ qua hai cái đợt thuốc phân tầm giai đoạn 1, giai đoạn 2 như mình hướng dẫn ở clip trước cho bà con xem rồi đó. Thì với những cái bơ búp này thì bà con đều, mình vừa làm clip trước bà con thắc mắc giữa cái đợt non này, thì có những bà con nào á, chúng ta xử lý trước hay cái phương án xử lý của đọt non này thì một số bà con kêu ngắt, thì cái vấn đề này nó bà con không nên ngắt. Thứ nhất là nếu mà cái đọt non nó già trước lúc xả nhị á, hoặc sau lúc xả nhị á, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì, vì khi xả nhị xong á, mình vẫn nói bà con là mình sẽ cho phun thuốc hãm đọt và tiến hành phun canxi, lúc đó bà con sẽ phun xen kẽ nấm luôn. Thì đó là cái vấn đề khi mà xả nhị xong. Thì còn cái vấn đề ở cái vườn này thì mình quay đó bà con xem và tham khảo về cái bơ bút. Thì người ta nhìn cái bơ này giống như cây đào hay là gọi là cái điều á, chung rất là đều đẹp. Thì đây những cái bơ này mình đi xem thì cuốn hoa nó cũng rất là mềm yếu và gãy hết do cái đợt mưa này, mưa phùn này qua. Thì nên bà con phải xem thường xuyên kiểm tra vườn nha. Cái công tác kiểm tra vườn là công tác mà hầu như là quyết định để cho con chúng ta nhận định được vườn chúng ta như thế nào. Và vấn đề thứ hai nữa là côn trùng chích thúc. Thì giai đoạn này thì bò xít nó chích cũng rất là nhiều. Là thứ hai nữa là vừa bò xít mà vừa ong để thụ phấn, thì hai vấn đề này nó rất là khó khăn với bà con chúng ta. Nên bà con rút kinh nghiệm nên phun thuốc côn trùng chích thúc vào lúc mà nậu hoa đó. Bà con phun giai đoạn đó và lúc chuẩn bị phân tầng bà con phun một lần nữa, thì giai đoạn đó nó sẽ hầu như xua đuổi tất cả côn trùng để không bị gây hại đến cái vườn chúng ta. Nếu cái đợt này mà bò xít nó tới nó chích thì hầu như là hỏng cả hoa cả ngọn, hỏng hết tất cả luôn. Thì cái này thì mình chỉ thông báo cho bà con là phòng thôi nha, để tránh tình trạng khi nó bị rồi chúng ta xử lý rất là khó. Thì cái giai đoạn này thì hầu như vườn nào cũng đa số là ít có bị, thỉnh thoảng được vài vườn thôi. Thì đây là cây bơ nó bị tình trạng là chết rũ, chết
khô đọt chết trên xuống luôn á đó. Đó mình quay vào con xem á, thì hầu như cái bệnh này bà con chúng ta trồng ở bút á bây giờ bắt đầu đang xảy ra rất chung là rất là nhiều, nên mình khuyên bà con chúng ta nên phun phòng, phải tránh tình trạng nó chết nhanh như thế thì ta mất phí một cái bơ trồng lên 4 5 năm, có thể 5 6 năm mà đùng ra chết mất thì rất là tiếc cho bà con. Thì vườn đây anh cũng có trồng, anh Thắng cũng có trồng một số cây bơ trịnh 10 thì anh cũng chia sẻ, thì không có trái ra bông mà lý lá không có trái. Thì qua đó mình chia sẻ anh thì nên ghép cải tạo bơ bút hạt 034 ghép trực tiếp trên thân luôn, thì tầm khoảng có 1 năm sau thì có thể cho trái loại rồi. Thì sau dự đoán của mình thì tầm khoảng có 15 đến 20 ngày nó toàn bộ bơ bút sẽ nở và sẽ nhị đợt 1. Thì công tác sẽ nhị mình sẽ hướng dẫn cho bà con từng chi tiết, lúc hạt đậu xanh chúng ta phun cái gì cho nó hiệu quả, thì cái đó bà con cứ theo dõi nha. Vì mỗi clip mình chỉ nói về một nội dung, clip nào mình sẽ nói về nội dung đó để chia sẻ cho bà con chúng ta có một cái hiệu quả cao hơn. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh nha, bà con theo dõi hết clip vì mình quay toàn thể cái vườn này luôn, gần 100 gốc, nói chung là bơ 95 rất là đẹp, nên bà con cứ từ từ mà xem nha vì clip rất là dài. Xin cảm ơn bà con ạ.